Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Cương tới ga Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để ghi hình hai bệnh nhân bị viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa cột sống đã ổn định. Minh Cương vừa xuống tàu để chiếc tàu này đưa Minh Cương từ Phủ Lý, Hà Nội, ga Phủ Lý về tới đất Tam Kỳ đây rồi. Đến nơi này thì không khí nóng ấm rất là tuyệt vời, không lạnh như là ngoài Bắc. Em xin được chào anh ạ. Em xin được giới thiệu, em là Lương Y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường, có địa chỉ ở đầu làng thôn Thổ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Thì hôm nay em tới đất Quảng Nam để trước mắt là thăm anh chị với một số bệnh nhân khi mà sử dụng cái sản phẩm rượu thuốc chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa. Thế em xin phép được hỏi anh tên là gì và quê quán hiện nay anh đang ở đâu ạ? Đây là Nguyễn Sang, quê quán ở Trường Sơn, đây là tỉnh Quảng Nam á. Vâng ạ, có thôn xã thì không? Địa chỉ ở đây là địa chỉ ở đâu ạ? Phường Trường Xuân, quận huyện gì? Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đường này, nhà này là có địa chỉ gì không? Đường Trần Cao Vân đóng về. Đường Trần Cao Vân. Vâng ạ. Thì xin hỏi anh là trước đây thì anh bị tình trạng bị đau bệnh như nào? Thứ này cái sau lưng này, tay cái lưng cái mông này chạy chạy xuống cái gốc giò này. Dạ vâng. Tức là đau từ mông xuống dưới chân mặt sau. Là sao? Anh đã đi bữa đấy anh đã đi thăm khám không, ở đâu không ạ? Thì nói chung là họ giờ cũng đi khám cái đấy, nhưng mà ngay trong giới thiệu về bây giờ nó thuốc ở của người cương cũng nhưng mà lấy đi mọn á. Dạ vâng. Là lái dũng là lái dùng lạnh cũng đỡ, nói chung là lái chưa hết rồi. Hết rồi. Xin hỏi anh là trước đây anh bị tình trạng đau là dữ dội không? Đau kinh lóc, nói chung là đau đi không được luôn. Đi không được, có lần nào phải bò? Có, nói chung là đứng ngồi xuống là đứng dậy bò đâu mà. Dạ. Tình trạng diễn ra lúc đó có lâu thời gian, thời gian bị bệnh? Nếu khoảng là lâu lâu một tháng ấy. Hàng tháng. Cũng sử dụng thuốc gì không? Em là đặt uống thuốc dài ngày. Đủ thứ tài, thuốc nôn, bẹt. Uống thuốc Tây, thuốc Bắc. Dạ. Cũng đủ cả đúng không? Đủ thứ hay nhưng mà không thiếu thuốc vậy. Như tình trạng lúc đó uống có hiệu quả không? Uống cái thuốc nơi khác ấy. Nói chung là không hiệu quả, như uống thuốc của bác sĩ Cương là dạ. Vâng, thì sau khi là biết được cái thuốc của nhà thuốc chính xác là rượu đã ngâm thảo dược rồi, thì bữa đó chị có gọi cho em có phải không ạ? Dạ, hồi nữa là em cô trên mọn á, cái em mới thái cái thằng em kèm đũa dạ. Cũng như là mấy bữa đào mà phát hiện đa nữa là túi ngủ không được. Vâng. Ngủ không được, có bữa dậy lo khát luôn. Vâng. Dạ, khát luôn, cái đầu cái ro người phía xa nó ngầu. Vâng. cho khổ ông á, có bữa nó cầm em cua trên mỏi mới thái. Vâng. Thái được cầm mới cầm thau điện eo bóp ra lấy rồi thì... Bữa đó bị bệnh như này thì gia đình thì mình có lo lắng không, anh có lo lắng không? Chị... Vì đi không được lo chứ bố, lo chứ. Trù mua đủ thuốc ấy, có khi một ngày là uống sớm uống thuốc tài, trưa cả uống thuốc bát, cả túi uống thuốc tài, có 10 giờ là uống thuốc bát. Uống rưỡi nhưng mà vẫn kiểu không hết đa, nhưng mà quá trình là đa quá đây không được, mình phải uống như rưỡi thì chẳng. Vâng, tức là dùng các thuốc khác không ăn thua. Sau khi là dùng cái liệu trình thuốc của nhà thuốc thì đến bây giờ thì anh thấy thế nào? Thấy bình thường, đi đứng bình thường. Nghề, xin hỏi nghề của anh bây giờ làm gì ạ? Nghề của xây dựng. Xây dựng thì chắc chắn là cũng phải bê mang vác rồi. Thì khi mà qua quá trình sử dụng cái rượu thuốc của nhà thuốc là bây giờ đến nay là anh đã khỏi và đã đi làm được bình thường mà đã... Xin hỏi tỉ mỉ anh một chút là khi mà anh dùng cái rượu thuốc của nhà thuốc anh có cảm thấy khó uống không?
Nói chung là hai vị này cũng như là rượu hơi này. Vâng, bao giờ cũng rượu chữa bệnh bao giờ nó có hơi cay đắng một tí. Tuy nhiên là đối với người đàn ông mình thì uống rượu được thì cảm thấy bình thường. Nhưng đối với những người mà không uống được rượu, người ta có thể là đổ vào cốc nước để uống. Đặc biệt là phụ nữ thì nhà thuốc vẫn nhắc là họ là đổ vào cốc nước uống thì nó dễ hơn, mà giá trị nó vẫn cứ được. Thì là đến nay quá trình là anh chị là tin tưởng cái sản phẩm thuốc của nhà thuốc thì đặt mua, đến nay đã hoàn toàn là khỏi rồi phải không ạ? Đấy, thì là hôm nay em đến Tam Kỳ, Quảng Nam để xin phép ghi hình ảnh sau khi là chị mua thuốc cho anh sử dụng, đến nay là đã khỏi rồi đúng không? Vâng. Bữa đấy thì là nếu đau nhiều thì chị có phục vụ anh không? Có trời ảnh là lo cho lắm, nhờ có hai vợ chồng mà mình cũng lo chứ. Vâng. Anh có bắt chị về xoa bóp không? Thì sức tôi là sức đủ thứ lụi dào hết á. À, sức là bôi dầu các thứ. Dào. Vâng. Đấy, đến nay rồi cũng nàn thốn đồ trong nắng ấm nó trong khổ đa nó. Vâng, đến nay là ổn định rồi. Bây giờ anh đi cho em một đoạn nhá. Đấy, anh đi cho em một đoạn, đi ra đi vào. Qua đi lại đây cho bóp tay. Thường thì thấy trong đó giúp đến, bóp là rất nhiệt tình. Đến nay là đã ổn định bình thường. Đấy. Đi lại nói chung là không mong biết như là không có đá chứ trong cái chân mình là bình thường. Vâng, nói chung mà không bình thường thì không thể đi làm việc được. Trên thực tế là như vậy. Anh đi nghe cho em ra cửa. Quảng Nam, đây là Tam Kỳ, xin được nắm thay mặt nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường, xin cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để em xin phép được ghi hình, và đồng thời em cũng chúc là anh chị và toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Thế cái đó anh để thằng Tân tỏ rồi. Thôi để đó, em cũng quay hết cái thuốc này trồng. Nói chung là em đi thằng Tân luôn. Để em giới thiệu cho. Để em giới thiệu cho số điện thoại anh điện rồi nó lấy thuốc. Cũng điện ổng cái là anh điện rồi nó lấy thuốc kìa. Vậy mới lấy số của Loan đây. Đưa cho ảnh số ảnh điện rồi nó lấy thuốc. Nó uống xong về nhà sản điện lại kêu. Uống đỡ kinh thằng ơi, kinh mất. Kinh, đi thằng Tân luôn rồi. À, tức là cái bác Chí lúc lấy thế đã là do bác giới thiệu, giới thiệu cái bác đó cũng bị viêm đau gia đình anh Tọa, cũng là gần nhà bác thì là được anh giới thiệu. Anh giới thiệu là để bác ấy, và bác ấy cũng dùng bây giờ khỏi rồi, nhà thuốc cũng vừa ghi xin phép và ghi hình rồi. Nhưng mà anh cảm thấy thuốc của nhà thuốc nó có thật sự tốt hay không tốt? Đúng, thuốc của bác rất là tốt, uống rất tốt, uống là em liền ngủ được liền. Nói chung là thuốc bóc rắp tóc. Rượu lặng này. Vâng. Ở biển ở tỉnh Quảng Nam là 92 hả anh? Dạ, biển số 92. Vâng. Đấy, hôm nay buổi tối mới kịp tới gia đình. Sau khi là ghi hình một bác cũng gần đây, cũng tên là bác Chí, được bác đây giới thiệu, được anh đây giới thiệu và cũng đã khỏi rồi. Thưa quý vị và các bạn, đây là cái bình rượu nhà thuốc chuyên ngâm thuốc để chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa. Đấy, rất là nhiều người đã biết đến cái sản phẩm chuyên chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa của nhà thuốc bằng rượu thuốc. Phụ nữ thì nhiều người không biết uống rượu thì họ có thể đổ một cái lượng thuốc vào nước để uống theo như đã chỉ dẫn. Đấy, quý vị và các bạn xem cái bình rượu thuốc của nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường nhé. Đây là cái bình rượu hôm nay là chất 2 lít này để gửi cho một bác ở trong tỉnh Quảng Nam. Đấy, quý vị và các bạn xem bên trong. Đấy, hoàn toàn là thảo dược. Không ai ngâm thuốc tân dược vào rượu cả. Nếu có ngâm thuốc tân dược vào rượu thì rượu, cái men rượu nó làm phá hỏng thuốc ngay. Nên đã ngâm rượu là chỉ có thảo dược mà thôi. Không ai ngâm thuốc tân dược vào rượu cả. Đây. Đấy. Ở đây chắc là 2 lít này là gần hết cái bình này rồi. Đấy, thuốc thì rất là đơn giản nhưng hiệu quả thì rất là cao. Hôm qua một chị ở trong tỉnh Quảng Nam
Trước đây chị đã đặt 2 lít rượu thuốc để chữa bệnh cho chồng chị. Và chồng và chị có gọi lại là đã khỏi rồi. Và giờ mua 2 lít nữa để cho mẹ chồng chị uống. Đấy. 2 lít này là có thể dùng được 1 tháng uống. Mỗi ngày uống có 2 cái chén hạt mít. Mà mỗi một chén hạt mít nó tương đương với 20 ml. Vậy là một ngày thì uống 40 ml, thậm chí uống hơn cũng được. Và uống dưới thì cũng không sao cả, đều có giá trị cả. Uống có thể uống sau ăn trưa và trước khi đi ngủ, một cái ly đấy tương đương với mỗi một ly là 20 ml. Và đây là cái sản phẩm nhà thuốc vừa rót ra nên nó chưa có nhãn mác. Còn thuốc tất nhiên là phải có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ và hướng dẫn sử dụng rồi.